mài cái bề mặt cầu thang này để mình đánh móng nó lên. Thì trước khi mài thì mình đánh đầu số là 200 để cắt cái bề mặt này, mài lướt cái bề mặt này để xóa những vết xước, để lắp cái đầu số 200 này vào. Đây, đây là đầu số đánh bóng đá Granite 200 thương hiệu SF. Bắt đầu các bạn xem mình đánh nha. Lần lượt mình phải đánh lần lượt từ đầu số 200 rồi có thể lên 400 rồi 800 rồi đến 1500 là mình dừng lại, mình ép bóng của hóa chất lên ha. Bây giờ là bắt đầu mình đánh này. Đấy, ok, cho một ít nước này. Có cái máy này máy của cầu thang và máy không để cho lưỡi mài vào trong gạch gạch men được. Ok anh em, thay đổi số 800. Bây giờ đánh được số 800 nó đi nhịn hơn.